Thật ra Lekas xin chào, nếu bạn đang cần tìm kiếm một chiếc túi đủ hiện đại, ấn tượng nhưng không kém phần thanh lịch, Lekas xin gửi bạn bộ sưu tập túi nhỏ này, vừa sở hữu form dáng nhỏ gọn cùng đường nét mềm mại, cân đối. Nhỏ không chỉ cuốn hút phái đẹp nhờ chất liệu da thật bền bỉ, mà còn bởi những gam màu phối tinh tế, nổi bật mà vẫn pha chút cổ điển. Trong video này, hãy cùng Lekas khám phá bộ màu sắc độc đáo của nhỏ và chọn cho mình gam màu yêu thích nhất bạn nhé! Đối với các chị em công sở, trang phục đẹp và thanh lịch là điều tất yếu luôn hướng tới. Chiếc túi nhỏ với gam màu trắng nhã nhặn, kích thước nhỏ nhắn vừa tạo cảm giác gọn gàng, thể hiện sự tinh tế cũng là một lựa chọn vô cùng hợp lý. Nữ tính nhưng không hề ủy mị, đơn giản nhưng không hề nhạt nhòa, vẻ đẹp của một chiếc túi xanh than là không thể phủ nhận. Trong phiên bản nhỏ xanh than được phối cùng màu sắc vàng tươi tắn, một bản phối hoàn hảo đem lại nét thanh tao, dịu nhẹ, rất sắc sảo cho phái đẹp ở nhiều lứa tuổi. Có một gam màu rất khó để diễn tả hết sắc vị của nó, ấy là aqua. Nhỏ trong bản phối này quá nhẹ nhàng, đủ trong sáng nhưng vẫn lôi cuốn, nổi bật và bắt mắt. Bất cứ chị em nào sở hữu sản phẩm đều có cảm giác nữ tính và bình yên đến lạ. Một chút sắc xanh thể hiện cho sự tươi trẻ, tinh tế và thời trang, phối cùng gam màu vàng ấm áp, năng động sẽ là nét chấm phá mới mẻ cho trang phục của bạn. Mùa thu này, hãy cùng nhỏ xanh bộ đội phối vàng giúp bạn cảm thấy thư giãn và tươi tắn hơn trong thời tiết trong trẻo này nhé. Là một màu trung tính, màu xám tạo ra cảm giác dễ chịu và cân bằng. Nó mang lại những nét mạnh mẽ, bí ẩn của màu đen, nhưng bên cạnh đó cũng là nét nhẹ nhàng, thanh khiết của màu trắng. Tại phiên bản nhỏ xám được phối cùng đỏ crop lại càng tăng thêm nét cá tính, tạo điểm nhấn thú vị cho outfit hàng ngày của bạn. Nếu luôn chọn những gam màu an toàn như trắng, đen cơ bản thì hãy thử một lần sang tông đỏ quyến rũ thời thượng xem nhé. Đây sẽ là một sự lựa chọn thay thế tuyệt vời, khiến tủ đồ thời trang của bạn sẽ mới mẻ, đa dạng hơn đó. Một chiếc túi với thiết kế da mềm mại kết hợp cùng với gam màu nổi bật sẽ khiến bạn hứng khởi hơn sau một ngày làm việc bận rộn, trẻ trung và ấn tượng hơn rất nhiều. Kết hợp ngọt ngào với vẻ tươi tắn và rực rỡ của đỏ, thêm vào đó là một chút tông màu trầm ấm, đỏ bão trầu thu hút người nhìn bằng vẻ đẹp sang trọng và cổ điển, nét đẹp đó lại càng được tôn lên nhờ cách phối màu họa tiết chăn tinh tế, càng khiến cho vẻ đẹp kiêu sa và quyến rũ. Thu về với những cơn gió se lạnh, và dường như tông màu nâu bò cũng trở nên phù hợp lạ thường. Một chiếc túi nhỏ, thiết kế chống gọn nhẹ, form dáng cứng cáp cùng với nước da thật cao cấp, mềm mại, bền bỉ sẽ giúp tạo nên một vẻ đẹp hoàn hảo, vô cùng thời trang và thu hút. Màu cam là một màu sắc nổi bật nhưng lại rất dễ phối đồ vì sự trung tính khi kết hợp với màu xám. Sở hữu màu sắc này, bạn sẽ trông thấy mình trắng hơn và tây hơn rất nhiều. Không những thế, cam cà rốt lại dễ dàng kết hợp với các sản phẩm khác nữa. Đây chính là lý do khiến cho những chiếc túi cam cà rốt là item không bao giờ lỗi mốt và luôn tạo cơn sốt tại Lekas mỗi lần. Đó là toàn bộ các màu túi sách của nhỏ Lekas muốn gửi tới bạn trong bộ sưu tập này. Mong rằng khi sử dụng nhỏ sẽ giúp bạn thêm phần trẻ trung, nổi bật và rạng rỡ hơn. Để đặt hàng, hãy comment dưới clip này hoặc nhắn tin cho Lekas để được tư vấn mọi thắc mắc của bạn nhé. Thật ra Lekas xin cảm ơn và mong nhận được sự ủng hộ của các bạn trong những video tiếp theo.